Số 441, Kinh Phật Danh, Quyển 2. Nam mô Chiên Đàn Hương Phật, Nam mô Vô Cấu Tuệ Thâm Thanh Vương Phật, Nam mô Đoạn Nhất Thiết Chướng Phật, Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật, Nam mô Vô Tát Công Đức Phật, Nam mô Phổ Hương Thượng Phật, Nam mô Bất Khả Thắng Tần Tấn Thanh Vương Phật, Nam mô Hàng Phục Kiên Mạng Phật, Nam mô Tỳ Bà Thi Phật, Nam mô Thi Khí Phật, Nam mô Tỳ Xá Phù Phật, Nam mô Vô Cấu, Nam mô Cầu Lô Tôn Phật, Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Nam mô Ca Diếp Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Phật, Nam mô Năng Tác Vô Ý Phật, Nam mô Tịch Tịnh Vương Phật, Nam mô A Xúc Phật, Nam mô Lô Chí Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Ni Di Phật, Nam mô Trụ Pháp Phật, Nam mô Bảo Viêm Phật, Nam mô Di Lưu Phật, Nam mô Kim Cang Phật, Nam mô Trì Pháp Phật, Nam mô Dũng Mãnh Pháp Phật, Nam mô Diệu Pháp Quang Minh Phật, Nam mô Pháp Nguyệt Diện Phật, Nam mô Trụ Pháp Phật, Nam mô Pháp Tràng Phật, Nam mô Pháp Oai Đức Phật, Nam mô Pháp Tự Tại Phật, Nam mô Thiện Trụ Pháp Phật, Nam mô Pháp Tịch Tỉnh Phật, Nam mô Thiện Trí Lực Phật, Nam mô Di Lặc Đẳng Vô Lượng Phật, Nam mô Tỳ Bà Thi Phật, Nam mô Thi Khí Phật, Nam mô Tỳ Xá Phù Phật, Nam mô Câu Lưu Tôn Phật, Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Nam mô Ca Diếp Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Thiên Quang Chiếu Phật, Nam mô Tán Sắc Phật, Nam mô Lạc Ý Phật, Nam mô Đại Đạo Sư Phật. Nam mô Đại Thánh Thiên Phật, Nam mô Na La Diên Phật, Nam mô Tọa Đề Phật, Nam mô Từ Tha Phật, Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật, Nam mô Chiên Đàn Phật, Nam mô Cụ Túc Phật, Nam mô Hóa Hiện Phật, Nam mô Thiện Hóa Phật, Nam mô Thế Tự Tại Phật, Nam mô Nhân Tự Tại Phật, Nam mô Ma He Na Tự Tại Phật, Nam mô Thắng Tự Tại Phật, Nam mô Thập Lực Tự Tại Phật, Nam mô Tỳ Đầu La Phật, Nam mô Ly Chư Phật, Nam mô Ly Chư Ưu Phật, Nam mô Năng Phá Chư Tà Phật, Nam mô Tán Chư Tà Phật, Nam mô Phá Dị Ý Phật, Nam mô Trí Tuệ Nhạc Phật, Nam mô Bảo Nhạc Phật, Nam mô Di Lưu Nhạc Phật, Nam mô Hàng Ma Phật, Nam mô Thiện Tà Phật, Nam mô Kiên Tà Phật, Nam mô Kiên Thần Tấn Phật, Nam mô Kiên Tinh Thắng Phật, Nam mô Diệt Kiên Ta La Phật, Nam mô Kiên Tâm Phật, Nam mô Kiên Dũng Mãnh Phá Trận Phật, Nam mô Phá Tranh Phật, Nam mô Thập Thể Phật, Nam mô Đàm Vô Kiệt Phật, Nam mô Ni Di Ni Thi Đà Phật, Nam mô Ba La La Kiên Phật, Nam mô Phổ Quang Phật, Nam mô Phổ Hiền Phật, Nam mô Năng Thắng Hải Phật, Nam mô Công Đức Hải Phật, Nam mô Pháp Hải Phật, Nam mô Hư Không Tịch Phật, Nam mô Hư Không Công Đức Phật, Nam mô Hư Không Khố Tạng Phật, Nam mô Hư Không Tâm Phật, Nam mô Hư Không Đa La Phật, Nam mô Vô Cấu Tâm Phật, Nam mô Công Đức Lâm Phật, Nam mô Phóng Quang Thế Giới Trung Hiện Tại Thuyết Pháp Hư Không Thắng Ly Trần Vô Cấu Trần Bình Đẳng Nhãn Thanh Tịnh Công Đức Tràng Quang Minh Hoa Đầu Ba Đầu Ma Lưu Ly Quang Bảo Hương Tượng Thân Thắng Diệu La Võng Trang Nghiêm Đảnh Vô Lượng Nhật Nguyệt Quang Minh Chiếu Trang Nghiêm Nguyện Thượng Trang Nghiêm Pháp Giới Thiện Hóa Vô Chướng Ngại Vương Phật. Nam mô Bỉ Phật Thế Giới Trung Bồ Tát Danh Vô Tỷ Bỉ Phật Thọ Ký Bất Cửu Đắc A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề Phật Hiệu Chủng Chủng Quang Hoa Bảo Ba Đầu Ma Kim Sắc Thân Phổ Chiếu Trang Nghiêm Bất Trụ Nhãn Phóng Quang Chiếu Thập Phương Thế Giới Tràng Vương Phật. Nếu thiện nam, thiện nữ nào, với lòng tin thọ trì độc tụng danh hiệu của chư Phật và Bồ Tát kia, thì những người đó vượt khỏi cõi Diêm Phù Đề, số kiếp như vi trần, đắc Đà La Ni, và ở trong thân không có những bệnh hiểm nghèo. Nam mô Vô Lượng Công Đức Bảo Tập Lạc, thị hiện Kim Quang Minh Sư Tử Tần Tấn Vương Phật. Nam mô Sư Tử Tần Tấn Tân Vân Thanh Vương Phật. Nam mô Vô Cấu Thanh Tịnh Quang Minh Giác Bảo Hoa Bất Đoạn Quang Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Bảo Quang Nguyệt Trang Nghiêm Trí Công Đức Thanh Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Ba Đầu Ma Trí Thanh Tịnh Thượng Vương Phật. Nam mô Ma Thiện Trụ Sơn Vương Phật. Nam mô Quang Hóa Chủng Chủng Tần Tấn Vương Phật. Nam mô Câu Tô Ma Phấn Tấn Vương Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Hoa Thượng Di Lưu Tràng Vương Phật. Nam mô Pháp Tràng Không Câu Tô Ma Vương Phật. Nam mô Ta La Hoa Thượng Quang Vương Phật. Nam mô Vô Cấu Nhãn Thượng Quang Vương Phật. Nam mô Vô Cấu Ý Sơn Thượng Vương Phật. Nam mô Chủng Chủng Lạc Thuyết Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Vô Ngại Dược Phương Thành Thủ Thắng Vương Phật. Nam mô Thiên Văn Lôi Thanh Vương Phật. Nam mô Kim Quang Minh Sư Tử Thần Thắng Vương Phật. Nam mô Thiện Tịch Trí Tuệ Nguyệt Thanh Tự Tại Vương Phật. Nam mô Thiện Trụ Ma Ni Sơn Vương Phật. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Thắng Sơn Vương Phật. Nam mô Phổ Quang Thượng Thắng Công Đức Sơn Vương Phật. Nam mô Công Đức Tạng Tăng Thương Sơn Vương Phật. Nam mô Đông Sơn Nhạc Vương Phật. Nam mô Thiện Trụ Chư Thiền Tạng Vương Phật. Nam mô Pháp Hải Triều Công Đức Vương Phật.
Nam mô Xưng Công Đức Sơn Vương Phật. Nam mô Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ngân Tràng Cái Vương Phật. Nam mô Lôi Đăng Tràng Vương Phật. Nam mô Nguyệt Ma Ni Vương Quang Vương Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Thượng Tinh Tố Vương Phật. Nam mô Vô Lượng Hương Tượng Vương Phật. Nam mô Giác Vương Phật. Nam mô Thượng Di Lưu Tràng Vương Phật. Nam mô Ta La Hoa Thượng Vương Phật. Nam mô Nhân Đà La Tràng Vương Phật. Nam mô Sư Tử Tần Tấn Vương Phật. Nam mô Câu Thông Ma Sinh Vương Phật. Nam mô Vi Tế Hoa Phật. Nam mô Thuyết Nghĩa Phật. Nam mô Vô Lượng Tinh Tấn Phật. Nam mô Vô Biên Di Lưu Phật. Nam mô Ly Cấu Phật. Nam mô Vô Lượng Nhẫn Phật. Nam mô Vô Lượng Phát Hành Phật. Nam mô Phát Hành Đang Thắng Phật. Nam mô Vô Sở Phát Hành Phật. Nam mô Vô Thượng Phát Hành Phật. Nam mô Đoạn Chư Nạn Phật. Nam mô Bất Định Nguyện Phật. Nam mô Thiện Trụ Chư Nguyện Phật. Nam mô Vô Niệm Thiện Chư Hạnh Phật. Nam mô Vô Lượng Thiện Căn Thành Tựu Chư Hạnh Phật. Nam mô Vô Cấu Tần Tấn Phật. Nam mô Bất Trụ Trụ Tần Tấn Phật. Nam mô Diệu Sắc Phật. Nam mô Vô Tướng Thanh Phật. Nam mô Hư Không Tinh Tố Tăng Thượng Vương Phật. Nam mô Chiên Đàn Thất Phật. Nam mô Lạc Ý Phật. Nam mô Thiện Hành Phật. Nam mô Cảnh Giới Tự Tại Phật. Nam mô Lạc Hạnh Phật. Nam mô Lạc Giải Thoát Phật. Nam mô Viễn Ly Bồ Úy Mau Tụ Phật. Nam mô Hải Thanh Tịnh Nhãn Phật. Nam mô Tấn Tịch Tịnh Phật. Nam mô Thế Gian Khả Lạc Phật. Nam mô Tùy Thế Gian Ý Phật. Nam mô Tùy Thế Gian Nhãn Phật. Nam mô Bảo Vương Phật. Nam mô Bảo Ái Phật. Nam mô La Hầu La Phật. Nam mô La Hầu La Thiên Phật. Nam mô La Hầu La Tịnh Phật. Nam mô Bảo Tuệ Phật. Nam mô Bảo Mang Phật. Nam mô Bảo Hình Phật. Nam mô La Võng Thủ Phật. Nam mô Ma Ni Luân Phật. Nam mô Giải Thoát Y Đức Phật. Nam mô Thiện Hành Phật. Nam mô Đại Ái Phật. Nam mô Nhân Diện Phật. Nam mô Các Phật. Nam mô Mạng Đà La Phật. Nam mô Tịnh Thánh Phật. Nam mô Tịnh Túc Phật. Nam mô Ly Thai Phật. Nam mô Hư Không Trang Nghiêm Phật. Nam mô Tập Công Đức Phật. Nam mô Sư Tử Bộ Phật. Nam mô Công Đức Hải Phật. Nam mô Ma Ni Công Đức Phật. Nam mô Quán Công Đức Phật. Nam mô Xưng Thành Phật. Nam mô Đại Như Ý Luân Phật. Nam mô Vô Úy Thượng Vương Phật. Nam mô Câu Thông Ma Quốc Độ Phật. Nam mô Công Đức Tràng Phật. Nam mô Uy Đức Phật. Nam mô Hoa Nhãn Phật. Nam mô Hỷ Thân Phật. Nam mô Tuệ Quốc Phật Quốc Độ Phật. Nam mô Tuệ Quốc Độ Phật. Nam mô Hỷ Oai Đức Phật. Nam mô Ba Đầu Đà Trí Tuệ Tần Thắng Phật. Nam mô Công Đức Tụ Phật. Nam mô Tịch Diệt Tuệ Phật. Nam mô Hàng Ma Phật. Nam mô Vô Thượng Quang Phật. Nam mô Pháp Tự Tại Phật. Nam mô Đắc Thế Gian Công Đức Phật. Nam mô Thật Đế Sơn Phật. Nam mô Trí Thắng Phật. Nam mô Trí Ái Phật. Nam mô Đắc Trí Phật. Nam mô Trí Tràng Phật. Nam mô La Võng Quang Tràng Phật. Nam mô Nếu thiện nam thiện nữ cùng tất cả chúng sinh, nếu ai muốn sống an ổn và hạnh phúc thì phải đọc tụng danh hiệu của chư Phật. Nam mô Ly Chư Vô Trí Ế Phật. Nam mô Hư Không Bình Đẳng Tâm Phật. Nam mô Thanh Tịnh Vô Cấu Phật. Nam mô Thiện Vô Cấu Tạng Phật. Nam mô Hỏa Viêm Tích Phật. Nam mô Kiên Cố Hành Phật. Nam mô Tinh Tấn Thanh Phật. Nam mô Bất Ly Nhất Thiết Chúng Sinh Môn Phật. Nam mô Đoạn Chư Quá Phật. Nam mô Thành Tựu Quán Phật. Nam mô Bình Đẳng Tu Di Duyên Phật. Nam mô Vô Chướng Ngại Tinh Tấn Kiên Phật. Nam mô Ta La Hoa Hoa Vương Phật. Nam mô Vô Lượng Công Đức Đức Vương Phật. Nam mô Di Lưu Đăng Vương Phật. Nam mô Diệu Vương Thanh Thanh Vương Phật. Nam mô Phạm Thanh Vương Phật. Nam mô Diệu Cổ Thanh Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Nam mô Đà La Ni Tự Tại Vương Phật. Nam mô Thâm Vương Phật. Nam mô Trị Chư Bệnh Vương Phật. Nam mô Dược Vương Phật. Nam mô Tụng Vương Phật. Nam mô Đăng Vương Phật. Nam mô Tọa Đề Vương Phật. Nam mô Hỷ Vương Phật. Nam mô Tinh Tố Vương Phật. Nam mô Văn Vương Phật. Nam mô Lôi Vương Phật. Nam mô Ta La Vương Phật. Nam mô Ưng Vương Phật. Nam mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật. Nam mô Công Đức Tụ Phật. Nam mô Hoa Tụ Phật. Nam mô Bảo Tụ Phật. Nam mô Bảo Trụ Trì Đình Liêu Phật. Nam mô Trụ Trì Công Đức Phật. Nam mô Trụ Trì Vô Chướng Lực Phật. Nam mô Trụ Trì Địa Lực Tấn Khứ Phật. Nam mô Trụ Trì Diệu Vô Cấu Vị Phật. Nam mô Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Sắc Trụ Trì Phật. Nam mô Tự Tại Chuyển Nhất Thiết Pháp Phật. Nam mô Chuyển Pháp Luân Phật. Nam mô Thắng Oai Đức Phật. Nam mô Tịnh Oai Đức Phật. Nam mô Thánh Oai Đức Phật. Nam mô Ta La Oai Đức Phật. Nam mô Sơ Tử Oai Đức Phật. Nam mô Đại Oai Đức Phật. Nam mô Đại Bi Oai Đức Phật. Nam mô Vô Cấu Oai Đức Phật. Nam mô Địa Oai Đức Phật. Nam mô Vô Cấu Lưu Ly Phật. Nam mô Vô Cấu Tí Phật. Nam mô Vô Cấu Nhãn Phật. Nam mô Vô Cấu Diện Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Diện Phật. Nam mô Nguyệt Diện Phật. Nam mô Nhật Diện Phật. Nam mô Nhật Oai Đức Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Kim Sắc Phật, Nam mô Kim Sắc Hình Phật, Nam mô Cả Lạc Sắc Phật, Nam mô Kim Sắc Liên Hoa Phật, Nam mô Chim Bà Già Sắc Phật, Nam mô Năng Giữ Lạc Phật, Nam mô Năng Giữ Nhãn Phật, Nam mô Năng Thắng Phật, Nam mô Năng Hàng Phục Phật, Nam mô Đại Chư Ác Phật, Nam mô Lan Lường Phật, Nam mô Năng Thành Phật, Nam mô Câu Tô Ma Thành Phật, Nam mô Cam Lộ Thành Phật, Nam mô Bảo Thành Tụ Phật, Nam mô Công Đức Thành Tụ Phật, Nam mô Nhật Thành Tụ Phật, Nam mô Hoa Thành Tụ Phật, Nam mô Thành Tụ Lạc Hữu Phật, Nam mô Thành Tụ Công Đức Phật, Nam mô Đại Thắng Phật, Nam mô Thượng Diệu Vương Phật, Nam mô Vô Cấu Phật, Nam mô Ly Chư Chướng Phật, Nam mô Bà Lầu Na Phật, Nam mô Dũng Mãnh Tiên Phật, Nam mô Tinh Tấn Tiên Phật, Nam mô Vô Cấu Tiên Phật, Nam mô Kim Cang Tiên Phật, Nam mô Quán Nhãn Phật, Nam mô Vô Chướng Ngại Phật, Nam mô Trụ Hư Không Phật, Nam mô Trụ Thanh Tịnh Phật, Nam mô Thiện Trụ Thanh Tịnh Công Đức Bản Phật, Nam mô Thiện Tích Phật, Nam mô Thiện Tư Nghị Phật, Nam mô Thiện Hóa Phật, Nam mô Thiện Ái Phật, Nam mô Thiện Nhãn Phật, Nam mô Thiện Nhân Thiện Thân Phật, Nam mô Thiện Hành Phật, Nam mô Thiện Sinh Phật, Nam mô Thiện Hoa Phật, Nam mô Thiện Hương Phật, Nam mô Thiện Thanh Phật, Nam mô Thiện Tí Phật, Nam mô Thiện Quang Phật, Nam mô Thiện Sơn Phật, Nam mô Bảo Sơn Phật, Nam mô Công Đức Sơn Phật, Nam mô Trí Sơn Phật, Nam mô Thắng Sơn Phật, Nam mô Thượng Sơn Phật, Nam mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật, Nam mô Đại Quang Minh Trang Nghiêm Phật, Nam mô Thanh Tịnh Trang Nghiêm Phật, Nam mô Ba Đầu Ma Trang Nghiêm Phật, Nam mô Thật Trung Phật, Nam mô Kim Cang Hiệp Phật, Nam mô Kim Cang Tệ Phật, Nam mô Toái Kim Cang Phật, Nam mô Toái Kim Cang Kiên Phật, Nam mô Hàng Phục Ma Phật, Nam mô Bất Không Kiến Phật, Nam mô Ái Kiến Phật, Nam mô Hiện Kiến Phật, Nam mô Thiện Kiến Phật, Nam mô Đại Thiện Kiến Phật, Nam mô Phổ Kiến Phật, Nam mô Vô Cấu Kiến Phật, Nam mô Kiến Bình Đẳng Bất Bình Đẳng Phật, Nam mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Nam mô Đoạn Nhất Thiết Chướng Ngại Phật, Nam mô Đoạn Nhất Thiết Chúng Sanh Bệnh Phật, Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Ái Kiến Phật, Nam mô Thượng Diệu Phật, Nam mô Đại Trang Nghiêm Phật, Nam mô Nhất Thiết Tam Muội Phật, Nam mô Độ Nhất Thiết Nghi Phật, Nam mô Độ Nhất Thiết Pháp Phật, Nam mô Bất Thủ Chư Pháp Phật, Nam mô Nhất Thiết Thanh Tịnh Phật, Nam mô Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu Phật, Nam mô Nhất Thiết Thông Phật, Nam mô Hoa Thông Phật, Nam mô Ba Đầu Ma Thọ Đề Tần Tấn Thông Phật, Nam mô Câu Tô Ma Thông Phật, Nam mô Hải Trụ Trì Thắng Trí Tuệ Tần Tấn Thông Phật, Nam mô Đa Ma La Hoa Chiên Đàn Hương Thông Phật, Nam mô Thường Quán Phật, Nam mô Thường Viên Nhiễu Phật, Nam mô Thường Bất Khinh Phật, Nam mô Thường Ưu Phật, Nam mô Thường Hỷ Phật, Nam mô Thường Tiếu Hoan Hỷ Căn Phật, Nam mô Thường Mãn Túc Thủ Phật, Nam mô Thường Cử Thủ Thử Phật, Nam mô Thường Hiệt Tuệ Phật, Nam mô Thường Tu Hành Phật, Nam mô Thường Tinh Tấn Phật, Nam mô Ni Câu Luật Phật, Nam mô A Túc Ca Phật, Nam mô Kim Sắc Luật Phật, Nam mô Hoa Khai Phật, Nam mô Thiện Quyết Định Phật, Nam mô Ba Đầu Ma Quang Phật, Nam mô Hoa Thân Phật, Nam mô Tổ Cước Nhu Nhiến Xúc Thân Phật, Nam mô Nhật Luân Phật, Nam mô Khai Mãn Túc Phật, Nam mô Vô Tướng Thân Thần Phật, Nam mô Thắng Oai Đức Phật, Nam mô Vô Cấu Thân Phật, Nam mô Ba Đầu Ma Hoa Thân Phật, Nam mô Đắc Vô Ngại Phật, Nam mô Nguyệt Đắc Mãn Túc Phật, Nam mô Đắc Phổ Chiếu Thanh Tịnh Phật, Nam mô Đắc Đại Vô Ý Phật, Nam mô Chí Đại Phật, Nam mô Chí Đại Tinh Tấn Cứu Cánh Phật, Nam mô Đại Cảnh Giới Phật. Tiếp theo đảnh lễ 12 bộ loại tôn kinh Đại Tạng Pháp Luân. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Phật Độ Nghiêm Tịnh Kinh. Nam mô Nhu Tổ Bồ Tát Vô Thượng Thanh Tịnh Phần Vệ Kinh. Nam mô Đại Thừa Đồng Tánh Kinh. Nam mô Đại Thừa Tập Thí Dụ Kinh. Nam mô Chư Pháp Vô Hành Kinh. Nam mô A Súc Phật Quốc Kinh. Nam mô Ban Chu Tam Muội Kinh. Nam mô Liên Hoa Diện Kinh. Nam mô Đông Phương Tối Thắng Đăng Vương Như Lai Kinh. Nam mô Ca Diếp Kinh. Nam mô Chư Pháp Tối Thượng Vương Kinh. Nam mô Khổng Tước Vương Đà La Ni Kinh. Nam mô Phát Giác Tịnh Tâm Kinh. Nam mô Vô Thượng Y Kinh. Nam mô Duy Tức Kinh. Nam mô Vị Tằng Hữu Nhân Duyên Kinh. Nam mô Duyên Sinh Kinh. Nam mô Thành Cụ Quang Minh Định Ý Kinh. Nam mô Thái Tử Tu Thái Noa Kinh. Nam mô Thái Tử Mộ Phách Kinh. Nam mô Tu Lại Kinh. Nam mô Kim Sắc Vương Kinh. Nam mô Độc Chứng Tư Thệ Tam Muội Kinh. Nam mô Maha Ma Tà Kinh. Nam mô Đại Phương Quẻ Như Lai Tạng Kinh. Nam mô Như Lai Phương Tiện Thiện Xảo Chú Kinh. Nam mô Thắng Mang Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Kinh. Nam mô Tu Ma Đề Bồ Tát Kinh. Nam mô Hy Hiểu Hiểu Lượng Công Đức Kinh. Nam mô Phạm Nữ Thủ Ý Kinh. Nam mô Sai Ma Bà Đế Thọ Ký Kinh. Nam mô Nguyệt Minh Bồ Tát Kinh. Nam mô Diệt Thập Vương Mạng Minh Kinh. Nam mô Xuất Sinh Bồ Đề Tâm Kinh. Nam mô Phổ Môn Phẩm Kinh. Nam mô Bồ Tát Thập Trụ Kinh. Nam mô Thương Chủ Thiên Tử Kinh.
Nam mô Tâm Minh Nữ Kinh, Nam mô Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh, Nam mô Bất Tư Nghị Quang Bồ Tát Sở Thiết Kinh. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vấn Thự Kinh, Nam mô Đức Quang Thái Tự Kinh, Nam mô Thí Đăng Công Đức Kinh, Nam mô Bồ Tát Ha Sắc Dục Kinh, Nam mô Nhân Bản Dục Sinh Kinh, Nam mô Bất Tăng Bất Giảm Kinh, Nam mô Phật Ngữ Kinh, Nam mô Vô Tự Bảo Nhiếp Kinh, Nam mô Như Lai Sư Tự Hống Kinh, Nam mô Thập Pháp Kinh. Kính lễ các đại Bồ Tát trong mười phương. Nam mô Phát Tâm Tác Chuyển Pháp Luân Bồ Tát. Nam mô Nhất Thiết Thanh Sai Biệt Lạc Thuyết Bồ Tát. Nam mô Sơn Lạc Thuyết Bồ Tát. Nam mô Đại Hải Ý Bồ Tát. Nam mô Đại Sơn Bồ Tát. Nam mô Ý Kiến Bồ Tát. Xin lỗi. Nam mô Ái Kiến Bồ Tát. Nam mô Hoan Hỷ Vương Bồ Tát. Nam mô Vô Biên Quán Bồ Tát. Nam mô Vô Biên Quán Hạnh Bồ Tát. Nam mô Phá Tà Kiến Ma Bồ Tát. Nam mô Vô Ưu Đức Bồ Tát. Nam mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Bồ Tát. Nam mô Sư Tử Bồ Tát. Nam mô Thiện Trụ Ý Bồ Tát. Nam mô Vô Tỷ Tâm Bồ Tát. Nam mô Na La Đức Bồ Tát. Nam mô Nhân Đà La Đức Bồ Tát. Nam mô Hải Thiên Bồ Tát. Nam mô Bạc Đà La Bồ Tát. Nam mô Dược Vương Bồ Tát. Nam mô Lô Xá Na Bồ Tát. Nam mô Nguyệt Quang Bồ Tát. Nam mô Ba Đồng Ma Thắng Bồ Tát. Nam mô Trí Sơn Bồ Tát. Nam mô Thánh Tạng Bồ Tát. Nam mô Bất Xả Hành Bồ Tát. Nam mô Bất Không Kiến Bồ Tát. Nam mô Diệu Thanh Bồ Tát. Nam mô Diệu Thanh Hống Bồ Tát. Nam mô Thường Vi Tiếu Tịch Quang Bồ Tát. Nam mô Ba Đầu Ma Đạo Thắng Bồ Tát. Nam mô Quảng Tư Duy Bồ Tát. Nam mô Vô Ưu Ba La Nhãn Bồ Tát. Nam mô Khả Cúng Dường Bồ Tát. Nam mô Thường Ức Bồ Tát. Nam mô Trụ Nhất Thiết Bi Kiến Bồ Tát. Nam mô Đoạn Nhất Thiết Ái Ác Pháp Bồ Tát. Nam mô Trụ Nhất Thiết Thanh Bồ Tát. Nam mô Trụ Nhất Thiết Hữu Bồ Tát. Nam mô Trụ Phật Thanh Bồ Tát. Quy mạng vô lượng vô biên các đại Bồ Tát trong thế giới khắp mười phương như thế. Kính lễ Tinh Văn Duyên Giác và tất cả hiền thánh. Nam mô Văn Bích Chi Phật. Nam mô Trí Thân Bích Chi Phật. Nam mô Tỳ Gia Ly Bích Chi Phật. Nam mô Cầu Bồ Tát La Bích Chi Phật. Nam mô Bà Tổ Đà La Bích Chi Phật. Nam mô Vô Đập Tịnh Tâm Bích Chi Phật. Nam mô Thật Bồ Tát Bích Chi Phật. Nam mô Phước Đức Bích Chi Phật. Nam mô Hắc Bích Chi Phật. Nam mô Duy Hắc Bích Chi Phật. Quy mạng vô lượng vô biên Bích Chi Phật như thế. Đảnh lễ Tam Bảo xong, tiếp theo sám hối. Luận về pháp sám hối. Sám hối vốn là sửa đổi những điều đã qua, thực hiện những việc chưa đến, diệt trừ điều ác, phát triển điều thiện. Người sống trong thế gian ai mà không có lỗi lầm? Bậc hữu học mất chánh niệm, phiền não còn nổi lên. A La Hán còn bị tập khí làm động thân khẩu, huống gì người phàm tục sao tránh khỏi lỗi lầm? Những người có trí biết trước liền ăn năn hối cải, người ngu thì che giấu, tội lỗi càng trồng chất thêm. Cứ chất chứa mãi, không biết lúc nào mới tỉnh ngộ. Nếu ai biết hổ thẹn, phát lồ sám hối, không chỉ diệt trừ được tội lỗi, mà còn tăng thêm vô lượng công đức, xây dựng quả vị niết bàn vi diệu của Như Lai. Nếu người nào muốn thực hành pháp này, trước hết, thân phải nghiêm trang tề chỉnh, chiêm ngưỡng tôn tượng, bên trong khởi tâm cung kính, duyên với pháp tưởng, há lòng thần thành khẩn suy nghĩ hai điều. Tự nghĩ thân mạng của ta đây khó giữ gìn mãi được. Một mai tan rã, không biết lúc nào có lại được thân này. Nếu không gặp được chư Phật cùng các bậc hiền thánh, mà bỗng nhiên lại gặp bạn ác tạo thêm nhiều tội lỗi, thì sẽ bị đọa vào hố sâu đường hiểm. Tự nghĩ trong đời này ta gặp được chánh pháp của Như Lai, làm đệ tử Phật. Phép tắc của một đệ tử là phải kế thừa dòng thánh. Ở trong pháp thiện, tại sạch ba nghiệp thân khẩu ý, mà nay chúng ta tự làm điều ác lại còn che giấu, nói người khác không biết, cho là người kia không thấy, giấu kín trong lòng, ngang nhiên không biết hổ thẹn. Như thế thật là một điều hết sức ngu hoặc trong thiên hạ. Vậy thì hiện tại có chư Phật, chư Đại Bồ Tát cùng các vị trời, thần, tiên trong mười phương. Lúc nào mà không dùng thiên nhãn thanh tịnh nhìn thấy tội lỗi của chúng ta đã tạo. Vả lại các vị thần linh ở chốn u minh ghi chép tội phước, không sai một mảy may. Luận về những người đã gây nên tội lỗi, thì sau khi họ chết bị ngục tốt, đầu trâu, bắt thần hồn đem nộp cho Diêm Vương để tra xét điều phải trái. Bây giờ tất cả các người oán thù đang đứng trước mặt làm chứng. Họ nói, ông trước kia đã mổ giết tôi, xào nấu hầm nướng tôi.
hoặc nói trước đây ông cướp đoạt lấy hết tài sản của tôi, chia lìa quyến thuộc tôi. Nay tôi mới có dịp ở trước người làm chứng, còn dám chối cãi nữa không? Thôi, hãy nhận hết những tội lỗi trước của mình làm đi. Trong kinh có nói, trong địa ngục không bao giờ xử oan. Trong cuộc sống hàng ngày, người nào gây nên tội lỗi gì, tuy đã quên mất, nhưng khi chết, tất cả những tướng trạng ở chỗ gây điều ác lúc sinh thời liền hiện ra trước mặt, nói: trước đây ông ở bên tôi tạo những tội lỗi như thế, nay làm sao ông che giấu được? Lúc đó tội nhân không còn chỗ nào che giấu được. Bây giờ vua Yamala nghiến răng của trách rồi cho vào địa ngục, trải qua vô số kiếp không có cách gì thoát ra được. Việc này chẳng phải xa lạ, cũng không có quan hệ gì với người khác. Mình tự gây ra thì tự mình phải chịu lấy, dù là thân tích như cha con, một khi quả báo đối mặt cũng không thay thế cho nhau được. Vì vậy ngày nay chúng con được làm thân người khỏe mạnh, không bệnh tật, nên gắng sức tu hành, tranh đua cùng thọ mạng, sinh lòng sợ hãi. Một khi cái chết đến thì hối hận không kịp. Vì thế chúng con giúp lòng quy mạng mười phương chư Phật. Nam mô Đông Phương Phá Nghi Tịnh Quang Phật. Nam mô Nam Phương Vô Ưu Công Đức Phật. Nam mô Tây Phương Hoa Nghiêm Thần Thông Phật. Nam mô Bắc Phương Nguyệt Điện Thanh Tịnh Phật. Nam mô Đông Nam Phương Phá Nhất Thiết Ám Phật. Nam mô Tây Nam Phương Đại Ai Quán Chúng Sinh Phật. Nam mô Tây Bắc Phương Hương Khí Phóng Quang Minh Phật. Nam mô Đông Bắc Phương Vô Lượng Công Đức Hải Phật. Nam mô Hạ Phương Đoạn Nhất Thiết Nghi Phật. Nam mô Thượng Phương Ly Nhất Thiết Ưu Phật. Quy mạng tất cả tam bảo tận thế giới hư không trong mười phương như thế. Từ vô thủy đến nay, chúng con bị vô minh tích tụ che lấp tâm trí, theo tánh phiền não tạo nghiệp ác trong ba đời, hoặc say đắm dục lạc sinh ra phiền não ham muốn, hoặc sân giận bực tức sinh ra phiền não hãm hại, hoặc ngu si tâm tối sinh ra phiền não không hiểu biết, hoặc ngã mạn tự cao sinh ra phiền não ngạo nghễ, hoặc nghi ngờ chánh đạo sinh ra phiền não do dự, hoặc phỉ báng cho rằng không có nhân quả sinh ra phiền não tà kiến, không nhận thức duyên giả hợp sinh ra phiền não chấp ngã, hoặc mê lầm trong ba đời sinh ra phiền não chấp thường chấp đoạn, gần gũi pháp ác sinh ra phiền não kiến thủ, theo lầm tà sư sẽ sinh ra phiền não giới thủ, cho đến một trong bốn thứ chấp sinh ra phiền não chấp trước sai lầm. Ngày nay chúng con chí thành quy mạng sám hối. Lại từ vô thủy đến nay, chúng con có tính tham tiếc giữ chặt, sinh ra phiền não keo kiệt, vì không thu giữ sáu căn sinh ra phiền não buông lung, vì tâm làm việc xấu xa ác độc sinh ra phiền não bất nhẫn, vì biến nhát trở nại sinh ra phiền não không siêng năng, vì nghi ngờ suy nghĩ lung tung sinh ra phiền não giác quán, khi tiếp xúc với cảnh bị mê hoặc sinh ra phiền não không hiểu biết, theo tám thói xấu ở đời sinh ra phiền não ta người, vì dối trá quanh co khen trước mặt dơ sâu lưng, nên sinh ra phiền não tâm không ngay thẳng, vì ngang ngược khó tiếp xúc sinh ra phiền não không điều hòa, dễ giận khó vui sinh ra phiền não uất hận, vì hay ghen ghét đố kỵ sinh ra phiền não hung dữ, vì hung hiểm độc hại sinh ra phiền não tâm độc, trái với nhị đế sinh ra phiền não chấp tướng. Đối với khổ tập diệt đạo sinh phiền não điên đảo, theo 12 nhân duyên sinh tử sinh ra phiền não lưu chuyển, cho đến do vô minh trụ địa từ vô thể sinh ra hàng hà sa phiền não, khởi bốn trụ địa cấu thành phiền não chịu quả khổ trong ba cõi. Vô lượng vô biên các phiền não như thế, đã não loạn hiền tánh và bốn loài chúng sinh trong sáu đường. Ngày nay chúng con hướng đến chư Phật tôn pháp và thánh chúng trong mười phương quy mạng sám hối. Nguyện nhờ công đức sám hối tất cả các phiền não tham sân si, chúng con đời đời kiếp kiếp xé cờ kiêu mạn, làm khô nước ái dục, dập lửa sân hận, phá ngu si tối tâm, nhổ gốc nghi hoặc, rạch lưới tà kiến, biết rõ ba cõi như ngục tù, bốn đại như rắn độc, năm ấm như kẻ thù, sáu nhập rỗng không, ái trá thân thiện, tu tập tám thánh đạo, dứt nguồn văn minh, hơn đến niết bàn không hề dừng nghỉ, 37 phẩm trò đạo, chẳng lúc nào rời, 10 pháp ba la mật luôn luôn hiện diện. Kinh Đại Thừa Liên Hoa Bảo Đạt Vấn Đáp. Báo ứng Sa Môn. Bảo Đạt liền đi vào trong địa ngục.
Khi đi lên trên lầu cao, Bồ Tát quay đầu nhìn bốn phía, thấy các tội nhân từ cửa kêu gào đi đến trước bảo đạt, rồi vào xe xác ngựa xác trâu xác lừa xác trước bốn địa ngục nhỏ này là một địa ngục. Tại sao gọi là địa ngục xe xác ngựa xác trâu xác lừa xác? Địa ngục này có diện tích khoảng 50 do tuần, trong ấy có thành xác cao khoảng 1 do tuần và có lửa dữ cháy mạnh hừng hực, thiêu đốt xe xác cháy đỏ. Bên trong có trâu xác trên thân lửa cháy, đầu, sừng, lông, đuôi đều như kim nhọn. Trong từng sợi lông lửa khói phun ra, ngựa xác kia lông trên thân và ở đuôi sắc như dao nhọn và cũng có khói lửa phun ra. Lừa xác kia cũng như thế. Trong địa ngục ấy có quả cầu gai nhọn như mũi kim sắc và cây thương sắc vung vãi khắp trên đất. Đầu mũi của nó có lửa cháy mạnh. Bấy giờ trong cửa phía bắc có 500 sa môn lớn tiếng kêu gào, miệng và mắt có lửa phát ra, họ cùng nhau kêu: nay tôi bị tội gì mà phải chịu khổ này? Khi đó ngục tốt Dạ Xoa Bà La Sát Mã Đầu nắm ba cái khoan sắt, khoan từ sau lưng đến trước ngực, lại dùng dây sắt trói tay họ. Trong dây cũng có lửa thiêu đốt tay tội nhân, là có còng sắt còng cổ tội nhân, tám góc của còng sắt ấy sắc như mũi nhọn, lửa cháy hừng hực, thiêu đốt cổ tội nhân. Bấy giờ, tội nhân quằn quại ngã lăn xuống đất, không đứng dậy được. La Sát Mã Đầu cầm gậy sắt nhắm vào đầu, nhắm đánh vào đầu, thân thể tội nhân nát nhừ như bụi. Lại có ngạ quỷ đến ăn thịt, chó sói đến uống máu. La Sát Mã Đầu dậm chân xuống đất, nói sống lại, thì tội nhân liền sống lại. Bấy giờ trâu sắt bước đến gầm thét. Tội nhân nghe tiếng gầm thét ấy liền hoảng hốt ngã lăn xuống đất. Trâu sắt gầm rống đi về hướng tội nhân. Tội nhân sợ hãi lăn lộn trên đất. La Sát Mã Đầu nắm thiết xoa sắp kéo bỏ lên xe. Tội nhân chân đi khập khiễng lại té trên lưng trâu. Lòng trâu dựng ngược lên đâm tội nhân từ trước bụng ra sau lưng. Lìa khỏi xe trâu, tội nhân lảo đảo rơi vào xe ngựa. Lông ngựa dựng ngược lên giống mũi kim nhọn, đuôi ngựa quất vào thân nát nhừ như bụi. Trong chốc lát, tội nhân sống lại. Lúc đó ngựa sát dùng chân giẫm đạp thân tội nhân nát nhừ như bụi. Trong chốc lát, tội nhân sống lại, rồi cưỡi trên lưng lừa sát. Lừa nhảy vọt lên, tội nhân té xuống đất. Lừa tức giận giẫm đạp, tội nhân chết ngay, rồi liền sống trở lại. Cứ như vậy, một ngày một đêm, tội nhân chịu vô số hình phạt. Bồ Tát Bảo Đạt hỏi La Sát Mã Đầu: những sa môn này vì sao phải chịu tội như thế? La Sát đáp: những sa môn này đã thọ giới cấm của Phật nhưng không lo nghĩ đến vị lai, chỉ biết sống ngày nay, phạm vào tịnh giới, cố ý tạo những nghiệp ác chứa vật bất tịnh, đời sống với đời sống nhàn nhã, ngồi xe, cưỡi ngựa và đi lừa, không có tâm từ, không giữ oai nghi mà nhận của người bố thí. Vì nhân duyên ác ấy nên bị đọa vào trong địa ngục này, trải qua trăm ngàn vạn kiếp. Nếu như được làm thân người, sáu căn không đủ, mù điếc câm ngọng, không gặp được tam bảo, không được nghe chánh pháp. Bảo Đạt nghe thế khóc lóc than, lẽ ra sa môn phải ra khỏi tam giới, vì sao lại tạo nghiệp ác để chịu tội như thế? Nói xong Bảo Đạt liền ra đi. Kinh Phật Danh Quyển 2 hết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.